À, chúng ta biết rằng là à, hàng ngày thì chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều những các cái thứ độc tố mà chúng ta có đó là gì Ở ô nhiễm môi trường này rồi thực phẩm kém an toàn này, rồi thậm chí chúng ta à, hút thuốc một cách thụ động hoặc là chủ động này rồi cái việc chúng ta làm việc căng thẳng À, ăn uống thiếu khoa học à, tất cả những các cái nguyên nhân đấy đều có thể dẫn đến cái việc cơ thể của chúng ta tích tụ rất là nhiều độc tố và cái bản thân cơ thể của chúng ta khi sinh ra thì chúng ta biết rằng là đều có cái cơ chế thải độc tự nhiên à, tuy nhiên thì với rất là nhiều những cái độc tố dung nạp vào như vậy hàng ngày thì rất khó để cho cơ thể của chúng ta có thể thải độc hoàn toàn và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những các cái phương thức để giúp, để hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta có thể thải độc à, Và khi mà chúng ta giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể thì chúng ta biết rằng là à, chúng ta sẽ có rất là nhiều những các cái tác dụng đúng không ạ Đầu tiên thì à, các cô chú anh chị sẽ nhìn thấy rằng là à, da rẻ của mình sáng hơn này, à, sạch hơn này, những các cái dấu hiệu mệt mỏi à, sẽ không còn nữa này đúng không ạ rồi là những các cái gánh nặng cho gan, cho ruột, cho thận, rồi tất cả những cái bộ phận của cơ thể của chúng ta cũng sẽ được gì ạ à, cũng sẽ được giảm tải đi rất là nhiều và khi mà chúng ta thải độc cơ thể thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe toàn diện hơn và gì từ đó gì ạ chúng ta có thể có cái sức khỏe chuyển hóa tốt hơn và cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn à, và ngày hôm nay như các cô chú anh chị cũng đã biết thì cái chủ đề một lần nữa chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là gì ạ thải độc nhu cầu thiết yếu của cơ thể à, và đến với cái chương trình đào tạo này cũng sẽ là một um, nhà khoa học vô cùng quen thuộc của Unicity International à, các cô chú anh chị trước đây nếu đã từng tham dự chương trình đào tạo của Unicity thì chúng ta cũng đã được biết đến ông à, tuy nhiên đối với những cô chú anh chị mới thì Mai Lan cũng xin giới thiệu lại một chút về tiểu sử của ông ạ, cái chương trình đào tạo của chúng ta ngày hôm nay sẽ trực tiếp đào tạo bởi tiến sĩ Lucas Grant và ông gia nhập vào Unicity từ tháng 4 năm 2020 với vai trò là nhà học chính của Unicity International. Và trong cái vị trí này thì ông đảm nhiệm cái trách nhiệm đó là gì ạ? Đánh giá những các cái sản phẩm này rồi đào tạo những cái sản phẩm đã được minh chứng khoa học của Unicity. Và tiến sĩ Grant thì tốt nghiệp về tiến sĩ vi sinh ngành dinh dưỡng khoa học thực phẩm tại Đại học Queensland của Úc và luận văn tiến sĩ cũng như là tất cả những các cái nghiên cứu khoa học của ông thì tập trung vào cái hệ vi sinh vật đường ruột những các cái sản phẩm thực phẩm chức năng và mối liên hệ giữa những các cái dinh dưỡng vi sinh vật như vậy đối với lại sức khỏe của con người nói chung và Mai Lan sẽ không mất thời gian nhiều của các cô chú anh chị nữa Mai Lan sẽ cùng với tất cả chúng ta hãy cùng với Mai Lan chào đón chương trình đào tạo chính của ngày hôm nay xin được chào đón tiến sĩ Lucas Grant ạ và để giúp cho phần chuyển ngữ của chúng ta ngày hôm nay thì uh, Mai Lan cũng xin được giới thiệu Presidential Ruby Dương Thùy Linh. Uh, chị sẽ giúp chúng ta trong phần uh, chuyển ngữ của buổi tối ngày hôm nay. Uh, xin cảm ơn Linh rất là nhiều. So welcome to our training, Dr. Kren. Thank you for having me. It's great to be here. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui được có mặt ở đây. So tonight I'm going to be talking to you about some fascinating products from Unicity. Ngày hôm nay thì tôi sẽ trò chuyện với các bạn về một số cái sản phẩm rất là tuyệt vời của Unicity. And thank you May Lan, for that amazing introduction about my background. I didn't understand all of it of course. <laughs> Và xin cảm ơn chị Mai Lan vì đã có phần giới thiệu rất là tuyệt vời về cái nền tảng của tôi. Tất nhiên là tôi không hiểu chị nói bất cứ từ nào cả. Of course, I am Dr. Grant. Um, I'm from Australia, if you cannot tell from my accent. <laughs> uh, tôi là Tiến sĩ Grant và tôi đến từ uh, Australia, nếu như mà các bạn vẫn chưa có thể đoán ra được từ uh, cái uh, giọng uh, bản ngữ của tôi. And tonight I'll be talking about these amazing products that can really give your body an important detox that can help you get on track with your metabolic health goals. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói với các bạn về những cái sản phẩm rất là quan trọng để giúp cho bạn có thể thải độc được cho cơ thể của mình để mình có thể đạt được cái mục tiêu về chuyển hóa của cơ thể. So the scientifically developed detox range is passionately developed and innovatively designed by Unicity và các cái sản phẩm thải độc này đã được uh, sáng chế và uh, một cách rất là nhiều đam mê bởi Unicity để cho sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. And these products help you to maintain proper metabolic function. Và những cái sản phẩm này nó giúp cho chúng ta duy trì được cái uh, cái chuyển hóa về uh, cân bằng của chúng ta. So a cleanse from the, this Unicity range Is also good for your gut health and your immune health. thế nhưng các sản phẩm thải độc này nó sẽ giúp cho sức khỏe về đường tiêu hóa của các bạn cũng như là cả về sức khỏe chuyển hóa của các bạn và hệ uh, uh, hệ thống miễn dịch của các bạn và chúng ta biết là cái chủ đề về uh, hệ miễn dịch của chúng ta quan trọng như thế nào trong cái đại dịch covid này

và nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể vận hành ở cái mức độ cao nhất. And I have a particular interest in, in this metabolic health and especially gut health which is a big part of my nutritional background in science. Và trong cái sức khỏe chuyển hóa này thì tôi thực sự quan tâm tới rất nhiều là đó là cái sức khỏe về cái đường tiêu hóa của chúng ta nó nằm ở trong cái phần nền tảng của đào tạo của tôi về dinh dưỡng. Uh, trong uh, quá trình uh, tôi uh, học hành and part of metabolic health is metabolism and this is really what keeps us working as this human machine và một phần của sức khỏe chuyển hóa đó chính là cái cái sự chuyển hóa của cơ thể của chúng ta để uh, cho cơ thể của chúng ta có thể vận hành được như một cụ, một cỗ máy and this really powers all of the cells in our body that make us who we are và nó truyền uh, năng lượng cho tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta và nó định hình xong chúng ta là ai. But to obtain optimal health, it's very important to provide the right type of metabolic fuel that really keeps all of our our cylinders if you like firing và để cho chúng ta có thể đạt được cái sự tối ưu về sức khỏe của chúng ta thì rất là quan trọng để chúng ta chọn cái loại năng lượng cho uh, cái, cái sự chuyển hóa của chúng ta cho cơ thể của chúng ta để chúng ta có thể uh, uh, vận hành một cách tối ưu nhất. And metabolism is such an important aspect to all sorts of body systems such as digestion and gut health of course, inflammation, skin health as well. Và cái sức khỏe chuyển hóa là vô cùng quan trọng cho tất cả các cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta, ví dụ như là về sức khỏe về đường tiêu hóa của chúng ta, về đường ruột này, rồi sức khỏe về da của chúng ta nữa, vân vân. But over the past few decades, we've actually been changing the types of foods that we eat. Nhưng mà trong suốt một vài thập kỷ qua thì chúng ta đã thay đổi cái thể loại thực phẩm mà chúng ta ăn. And these of course are these very sugar dense low nutrient foods that we all love to eat and especially eating more in these, in these pandemic times. Và chúng ta chuyển sang ăn những cái thể loại thực phẩm mà rất là nghèo dinh dưỡng nhưng mà lại rất nhiều đường mà chúng ta lại ăn còn nhiều hơn những cái loại thực phẩm này trong cái quá trình mà uh, cái nạn dịch diễn ra trong suốt thời gian qua. And part of the attraction of these foods is that they're quick and easy and they're very uh fulfilling because we have that sugar craving that really makes us feel good for a short period of time. Và cái, cái lý do vì sao mà chúng ta thích ăn những cái loại này bởi vì nó rất là nhanh và nó rất, rất là đơn giản và đặc biệt là nó làm cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn bởi vì nó ngay lập tức bổ sung cho chúng ta cái lượng đường vào trong máu của chúng ta mà làm cho chúng ta uh, kiểu là thích ngay, phê ngay lập tức đấy ạ. But these types of foods with their very low nutrient content and high sugar Is actually altering metabolism in our bodies. nhưng cái thực phẩm mà có nghèo dinh dưỡng và nhiều đường như vậy thì nó sẽ uh, ảnh hưởng tới cái hệ chuyển hóa ở trong cơ thể của chúng ta. And coupled with other lifestyle factors such as Low to none exercise. So we're not exercising as much as và kết hợp với cả một số những cái yếu tố khác trong cái lối sống của chúng ta ví dụ như là cái việc chúng ta uh, ít vận động hoặc thậm chí là không vận động một chút nào một chút nào đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị giãn cách toàn xã hội uh, nhiều như cái thời gian gần đây thì chúng ta gần như không có sự vận động so all of these lifestyle factors and poor dietary choices is leading to this perfect storm of poor metabolic health. Cái sự uh, kết hợp của rất nhiều các yếu tố về uh, lối sống này rồi uh, những cái sự lựa chọn uh, nghèo nàn về uh, chế độ dinh dưỡng nó dẫn tới cái việc là uh, cái cơn bão toàn cầu về cái sức khỏe chuyển hóa đang ngày càng đi xuống. And this change to our metabolism that's happening from these types of foods that causes this constant elevated level of insulin is changing the way we use food for energy. Và cái việc là chúng ta cứ lựa chọn những cái loại thực phẩm như thế này nó ảnh hưởng tới cái hệ chuyển hóa của chúng ta thì nó luôn luôn làm cho cái lượng insulin ở trong máu của chúng ta cũng rất là cao và nó lại càng dẫn tới cái chuyện là chúng ta bị uh, ảnh hưởng hơn nữa trong cái, cái, cái quá trình chúng ta lựa chọn thực phẩm. And this is part of the reason why we're saying a lot of weight gain with these types of foods because it doesn't allow us to be metabolically flexible if you like where we use other types of energy sources ờ uh, và đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy là bây giờ có rất nhiều người bị béo phì là bởi vì chúng ta không lựa chọn được những cái loại thực phẩm mà nó giúp cho cái hệ chuyển hóa của chúng ta nó linh động hơn uh, những cái loại thực phẩm nó tốt cho sức khỏe hơn and these highly processed foods that we're buying For our consumption is on the rise. And những cái loại thực phẩm mà, mà coi như là siêu uh, siêu siêu tiêu thụ không phải siêu tiêu thụ mà là được uh, uh, gọi là tinh chế quá cao như vậy thì chúng ta ngày càng sử dụng nhiều. In fact, in this particular study, it's showing that over 50% of household groceries are now very highly processed, sugar-dense foods. Và như cái nghiên cứu này chúng ta thấy thì có hơn 50% những cái đồ thực phẩm mà chúng ta mua về cho gia đình thì nó là toàn hầu như là những cái thực phẩm siêu chế biến và có rất nhiều đường. And the problem with this increase of sugar dense highly processed foods is we're seeing a low nutrient intake. Và với cái việc là chúng ta thấy là cái thực phẩm uh, siêu chế biến được sử dụng nhiều trong gia đình thì chúng ta thấy cũng cái chúng ta nạp vào uh, cái lượng dinh dưỡng rất là thấp. And coupled with this, often these foods are very low in fiber. Và thường đi kèm với nó là những cái thực phẩm này thì rất là ít chất sơ. So we're almost seeing the opposite of this graph where we're seeing an increase of highly processed foods and a decrease of nutrient dense high fiber foods. Và chúng ta có một cái biểu đồ khác mà nó gần như là đi ngược trở lại với 100% và cái biểu đồ này đó là những cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe của chúng ta có giàu dinh dưỡng và nhiều chất xơ thì cái lượng tiêu thụ của nó đang ngày càng bị thấp xuống, tụt xuống. And fiber is very important for our health and it actually has government recommendations for its intake. Và sắt sơ thì rất là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta và chính phủ cũng có cái cái lượng mà khuyến nghị chúng ta nên ăn um, mỗi ngày. And this is actually 25 grams per day for women and 38 grams per day for men. Và cái lượng khuyến nghị của chính phủ đó chính là 25 g sắt đối với phụ nữ mỗi ngày và 8, 38 g sắt cho nam giới mỗi ngày. But the interesting thing about this when they conduct large epidemiological studies where they look at the entire population over a long period of time they're not reaching these recommended levels thì khi mà chúng ta khi họ làm một cái uh, nghiên cứu và một cái khảo sát um, một số lượng lớn dân số trong một quãng thời gian dài thì họ mới uh, thu thập được cái thông tin rằng chúng ta tiêu thụ một cái lượng chất sơ thấp còn cách xa rất nhiều so với lượng khuyến nghị So the intake of fiber over the last couple of decades is not reaching the recommended levels. So this to me is showing that the average person is finding it difficult to reach these important amounts of dietary fiber. Và cái lượng uh, chất xơ mà chúng ta nạp trong suốt vài thập kỷ qua là không đạt được số lượng khuyến nghị. Điều đó uh, giúp cho tôi thấy rằng uh, rất khó để cho một người bình thường có thể nạp đủ lượng chất xơ mỗi ngày theo khuyến nghị của chính phủ. And of course, I'm going to explain tonight why dietary fiber is so important for your gut health.: Và chút nữa thì tôi cũng sẽ giải thích cho mọi người được biết là tại sao uh, chất chấtsơ dinh dưỡng lại quan trọng uh, tới sức khỏe của đường tiêu hóa của chúng ta đến mức như vậy. But the other important aspect is, as we're seeing people not reaching these recommended intake levels of fiber, we're actually seeing an increase in the amount of people that are considered metabolically unfit và khi mà chúng ta thấy cái lượng người mà không ăn đủ lượng chất sơ khuyến nghị mỗi ngày tăng lên thì cái số lượng người uh, bị mắc các như hội chứng rối loạn chuyển hóa và bị các cái được coi là không có hệ chuyển hóa tốt cũng ngày càng tăng lên theo như uh, nghiên cứu này thì chúng ta có thể thấy uh, họ thống kê được lại là 88% người trưởng thành không đảm bảo được sức khỏe chuyển hóa được coi là có không có hệ chuyển hóa tốt. And this is becoming a global issue. Và cái điều này đang trở thành một cái vấn đề của toàn cầu. And of course when we defined being metabolically fit what we're actually talking about is being healthy in five key areas khi mà chúng ta nói về cái việc là, là uh, có sức khỏe chuyển hóa tốt thì uh, chúng ta chủ yếu nói về cái việc là nó có 5 cái lĩnh vực để chúng ta đánh giá xem một ai đó có phải là có sức khỏe chuyển hóa tốt hay không and these five key areas have been defined as being a factor in showing that you have metabolic health và năm cái yếu tố chính này là để cho chúng ta được biết là xem là chúng ta có đang có cái sức khỏe chuyển hóa tốt hay không. And of course some of the key important aspects of this is having healthy blood glucose levels and healthy cholesterol levels. Một trong những cái yếu tố quan trọng này đó chính là chúng ta có cái đường huyết khỏe mạnh và cái chỉ số cholesterol khỏe mạnh. And this is what in that study was considered as metabolically healthy so that was that 12% of the population và đấy là đây là những cái chỉ số mà chỉ ra cho chúng ta biết 12% dân số đạt được cái ngưỡng gọi là sức khỏe chuyển hóa tốt là như thế nào so for many of us we probably cannot take all of these boxes có lẽ là cho phần lớn chúng ta chúng ta sẽ không thể đạt được tất cả những cái chỉ số quan trọng này with the pandemic <laughs> Tôi biết là cá nhân tôi thì bị cái vướng vào cái phần gọi là số đo vòng eo không khỏe mạnh vào cái giai đoạn dịch bệnh như thế này <laughs> Too many takeaway foods bị ăn uh, thức ăn uh, gọi là ăn nhanh mang về quá nhiều. So if any of those key aspects of metabolic health are actually detrimentally altered, this can lead to instances of metabolic syndrome. Khi mà những cái chỉ số uh, quan trọng uh, để có thể nói rằng chúng ta có một sức khỏe chuyển hóa tốt hay không mà bị thay đổi thì uh, nó sẽ có cái ảnh hưởng rất là xấu tới sức khỏe của chúng ta mà dẫn tới một cái chúng ta gọi là hội chứng rối loạn chuyển hóa. So the metabolic syndrome is a group of disorders and this is what how we uh, consider these types of five different disorders that put you at increased risk of other health problems. Thì cái hội chứng rối loạn chuyển hóa này nó là một cái uh, đến từ cái việc uh, một những cái chỉ số quan trọng này uh, ảnh hưởng tới và nó sẽ có thể dẫn tới những cái căn bệnh nó còn uh, nghiêm trọng hơn sau này. So this really tells us that metabolic health is the key to possibly reducing a lot of these increased health problems later in life. Và chúng ta có thể biết được rằng là nếu như mà chúng ta kiểm soát được những cái chỉ số quan trọng này và hội chứng này thì chúng ta có thể né được những cái căn bệnh nguy hiểm hơn uh, trong tương lai. And these can range from fatty liver disease, even type 2 diabetes, heart disease and these can be all be uh, symptoms initially of metabolic syndrome. À, uh, ví dụ như chúng ta có thể tránh được những cái vấn đề như là gan nhiễm mỡ này rồi bệnh tiểu đường tuyếp 2, bệnh tim vân uh, vân và những cái bệnh này thì nó đều uh, xuất phát uh, từ cái việc là có các cái hội chứng rối loạn chuyển hóa ban đầu. So maintaining good metabolic health is very important. Thế nên là duy trì sức khỏe chuyển hóa là vô cùng quan trọng. And becoming one of the most important variables in improving your body's function to maintain optimal health nó là cái yếu tố quan trọng trong cái việc để duy trì được cái uh, cái việc là vận hành cơ thể của mình để mình có thể đạt được cái sức khỏe uh, tối ưu nhất systems in your body. Uh, cái uh, sức khỏe chuyển hóa của bạn cũng liên quan tới rất nhiều các cái hệ thống sức khỏe khác ở trong cơ thể của bạn Such as, uh it can be linked to gut health as well and this is why taking dietary fiber is so important for a healthy gut environment uh, nó liên quan tới cả sức khỏe của cái đường tiêu hóa của đường ruột của bạn Thì chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta ăn một cái chế độ giàu chất xơ dinh dưỡng thì nó rất là quan trọng cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa của các bạn so we have a group of beneficial bacteria that actually resides in our gut

Uh, và cái điều rất là thú vị của cái những cái khuẩn tốt này đấy là uh, chúng tạo ra rất nhiều các cái chất dinh dưỡng cho cơ thể, có ích cho cơ thể của chúng ta và để chúng ta tiêu hóa được chất xơ. And these nutrients that it produces as it breaks down this very important dietary fiber can actually be used for things like the way we store fat in our bodies, the way we use fat for energy và cái dinh dưỡng mà cơ thể của chúng ta sử dụng để tiêu hóa cái chất sơ này uh, nó có ảnh hưởng tới cái việc là chúng ta tích mỡ như thế nào rồi chúng ta sử dụng mỡ để làm năng lượng như thế nào. And these important nutrients and molecules that this beneficial bacteria can produce can actually also be important for supporting good immune function và những cái dinh dưỡng cũng như là các phân tử mà được tạo ra bởi những cái khuẩn tốt này nó còn có thể ảnh hưởng tới cái cả cái hệ miễn dịch của chúng ta. And this is why we so, see so many important aspects of gut health leading to other body systems. Thế nên là chúng ta thấy có rất nhiều những cái sự ảnh hưởng của một cái đường tiêu hóa tốt nó ảnh hưởng tới các cái mảng khác trong sức khỏe của chúng ta. And One of those is actually how poor metabolic health relates to our immune health. immune health. Hệ miễn dịch của chúng ta. So a healthy immune system is very important to metabolic health, and they are very interconnected. Một hệ miễn dịch tốt thì nó liên quan tới hệ chuyển hóa tốt của chúng ta và tất cả các cái hệ này thì đều liên quan đến nhau, liên đới với nhau. And I actually find this very fascinating because research actually shows us that unhealthy individuals suffering from poor metabolic health can have an immune system that is not functioning correctly. Uh, chúng ta có thể thấy là theo rất nhiều các cái nghiên cứu thì những cái người mà yếu ấy thì họ có thường là có cái hệ chuyển hóa kém và xong rồi chúng ta cũng thấy là uh, tìm hiểu thêm thì cái người đó cũng có cái hệ miễn dịch đang uh, hoạt động không được đúng cho lắm. And when I say not functioning correctly, there's a type of inflammation happening in the body of these people with poor metabolic health. Và khi mà tôi nói là cái hệ miễn dịch nó đang hoạt động không có đúng cho lắm có nghĩa là nó đang bị uh, cơ thể của chúng ta đang bị viêm nhiễm ở đâu đó. Nó dẫn tới sức khỏe bị uh, bị kém đi. And uncontrolled inflammation in the body is not actually a good thing and it is a sign of a disruptive and ineffective immune system và cái việc mà bị viêm nhiễm vượt kiểm soát nó thể hiện cái việc là nó không tốt cho cơ thể của chúng ta và nó thể hiện là một cái hệ miễn dịch đang hoạt động không được hiệu quả. So, inflammation in your body is actually one of its natural responses to injury và cái việc mà viêm nhiễm là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể của chúng ta khi mà đối mặt với cái việc cơ thể chúng ta bị tổn thương And viêm nhiễm ấy thì là rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta để chúng ta có thể chống lại được những cái uh, có hại cho cơ thể của chúng ta, nhưng nếu như chúng ta để viêm nhiễm quá nhiều ấy thì nó sẽ là cái hại rất là lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Rồi. So I can use this tire analogy to really describe how I mean excess immune function is not a good thing for us. We all know that tires require air to function correctly, but too much can actually cause the tire to break. Và tôi muốn lấy cái ví dụ về bánh xe, lốp xe như thế này để cho các bạn hiểu uh, là nếu như cái hệ miễn dịch của chúng ta làm việc uh, quá nhiều ấy thì nó sẽ giống như cái việc là uh, cái bánh xe, lốp xe của chúng ta cần có khí để có thể uh, coi như là chạy được. Nhưng nếu quá nhiều khí thì cái bánh xe của chúng ta nó sẽ bị vỡ và nó sẽ bị hỏng. And this is part of the reason why we need to control the amount of inflammation happening in our bodies. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải kiểm soát cái lượng viêm nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta. And the way we can do that is with nutritional support, providing the right amount of nutrients that it requires. Ờ uh, đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải sử dụng những cái hỗ trợ về dinh dưỡng để cung cấp những cái dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. And unfortunately, that is not some of my favorite foods such as chocolate and ice cream. <laughs> Uh, rất đáng tiếc là những cái loại thực phẩm đó thì lại không phải là rơi vào cái nhóm mà thực phẩm tôi yêu thích, ví dụ như là sô cô la hay là kem chẳng hạn. It's actually things like beneficial fiber, like those that are scientifically backed at uh, thật ra những cái loại thực phẩm đó là những cái loại mà uh, gọi là dầu chất xơ uh, mà được theo cái nghiên cứu của university. And this can go a long way to support your gut health và nó có thể um, hỗ trợ rất là nhiều cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa của bạn. And supporting your gut health is a good way to support your immune health. And this is why I'm going to talk about these Unicity Detox products tonight. Và khi mà bạn uh, chăm sóc cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa của bạn thì bạn cũng là đang chăm sóc cho hệ miễn dịch của bạn. Và đấy là lý do vì sao mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các cái sản phẩm thải độc của Unicity. And we've probably heard some of the benefits of fibre in keeping us regular. Uh, chúng ta có lẽ là đã nghe một số uh, thông tin nói rằng là cái tác dụng của chất xơ là giúp cho chúng ta có thể đào thải được uh, uh, ra ngoài một cách đều đặn, uh, tức là đi toilet một cách đều đặn. And this may sound like an odd concept, but it's actually very important for. A obtaining an optimal gut environment that really helps you extract the nutrients you require. À, có lẽ là nghe thì có vẻ như là không liên quan lắm nhưng mà nó lại rất là quan trọng trong cái việc uh, chúng ta giữ cho một đường uh, tiêu hóa khỏe mạnh và để có thể uh, có được những cái chất dinh dưỡng uh, quan trọng được uh, sản sinh ra cho cơ thể của chúng ta. And often we might have experienced irregularity that makes us feel tired or sluggish. Và đôi khi chúng ta thấy là chúng cái việc mà chúng ta đi toilet nó không được đều và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và chúng ta cảm thấy rất là uh, ọc ạch y ạch khó chịu và nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sức khỏe của chúng ta, được sức khỏe đường tiêu hóa của chúng ta. And fiber is an important aspect for adding bulk to the stool that really helps it to to keep that environment uh, in tip top shape. Và chất sơ thì nó còn có một cái uh, tố chất đó chính là giúp làm chất độn cho chúng ta để giúp phân của chúng ta dễ được đào thải hơn và nó là Anh ơi, em bị ừ. mất mic rồi. Em, uh, em nói đến đoạn nào rồi? Em 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 nói lại đoạn vừa rồi nhé. À uh, tức là oh, okay. chất đất sơ thì nó có được cái yếu tố nữa là làm uh, chất độn và uh, chất độn này thì nó sẽ giúp cho uh, chất độn cho phân của mình để dễ dàng được đào thải ra hơn khỏi cái đường uh, tiêu hóa để giữ cho đường tiêu hóa của mình luôn luôn ở tình trạng bình cao. And also one of my favorite aspects of fiber is that it can act as a prebiotic where that it feeds the beneficial bacteria of your gut. Uh, một cái yếu tố khác uh, lợi ích khác của chất xơ đó là nó có thể làm uh, trở thành gọi là siêu thực phẩm dành cho các khuẩn tốt để cho cái uh, hệ vi sinh của chúng ta được phát triển tốt cho cái đường tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh. And this is why you see so many benefits from good gut health outside of the gut itself. Đây là lý do vì sao mà chúng ta thấy có rất nhiều những cái lợi ích So, that beneficial bacteria that's there and utilizing that important fiber is actually producing all of these nutrients and compounds that are used in other body systems. ơn uh, cái cái việc mà những cái khuẩn tốt đó ăn những cái loại chất xơ đó và từ đó là tạo ra những cái chất dinh dưỡng cũng như là những cái uh, cái chất để làm sao giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. And this is a particular fascination of mine that it can have impacts on your immune health and anti-allergy effects. À, và đấy là một trong những cái mảng mà tôi rất là cảm thấy đam mê đó chính là cái việc có một cái đường ruột tốt hệ vi sinh tốt thì nó giúp cho chúng ta có thể có một cái hệ miễn dịch tốt này rồi có thể chống được cả dị ứng nữa. And showing us that there's more and more aspects of good gut health and how it helps your body và khoa học thì đã cho thấy rằng là cái việc là có một đường tiêu hóa tốt ý, nó giúp cho cơ thể của chúng ta rất là nhiều trong các mảng khác nhau. So what are some of the ways that we can to, to find like solutions to some of these issues that we're having with gut problems? Thế thì chúng ta có những cái giải pháp nào cho những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp với các uh, vấn đề về đường tiêu hóa? And to really help us get back on track with metabolic health? Well, it actually all starts with a good gut detox.: And at UNicity, of course, we are dedicated to making life better and have developed this range of scientifically backed products that really help to support. Your gut health. Và ở Unicity thì cũng đã dành rất là nhiều thời gian để giúp cho cuộc sống ra những cái sản phẩm để giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và có những cái sản phẩm mà được uh, coi như là được nghiên cứu rất là kỹ bởi khoa học để giúp cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa của chúng ta. And this range of products is really good for helping you to have that foundation if you like to really build on your metabolic health goals. Và những cái sản phẩm này nó sẽ là những cái sản phẩm giúp cho bạn tạo ra tạo dựng ra được cái nền tảng để bạn có thể xây dựng được những cái vừa hướng tới cái mục tiêu về sức khỏe chuyển hóa của cơ thể của bạn. And the Unicity Cleanse Pack is a fantastic way to give your give your gut a fresh start or a clean slate và cái bộ sản phẩm thải độc này của Unicity nó là những cái sản phẩm tuyệt vời đầu tiên để các bạn có thể làm sạch được và bắt đầu với một cái mảng màu rất là sạch sẽ. It will really support your gut and give your beneficial bacteria that I really love to talk about a lot, a real boost. Uh, nó sẽ làm sạch cho đường ruột của bạn và nó cũng sẽ uh, cho những cái khuẩn tốt ở trong cơ thể của bạn một cái uh, cú hích and it can really help to repair and re that gut environment to make a base for you, for you to continue your gut health and the metabolic health journey. Và nó cũng tạo ra một cái uh, môi trường tốt cho cái đường tiêu hóa của bạn để bạn có thể uh, tiếp tục đi trên cái con đường hướng tới mục tiêu chuyển hóa của bạn, cân bằng chuyển hóa của bạn. It actually consists of Life fiber, the chlorophyll powder, and nature's tea with Paraway Plus. Độc Ruột tea và Paraway Plus là Sinh Trùng. And this is actually coupled with a 30 day program that's really designed to help optimize your gut environment. Và cái này là chương trình kéo dài trong 30 ngày và nó cũng sẽ giúp cho bà cái đường tiêu hóa sức khỏe của bạn, sức khỏe đường tiêu hóa của bạn đạt được cái tối ưu. Và cái chương trình này thì bạn có thể lặp đi lặp lại vài lần trong năm. And we often use the analogy where Uh, you take your car for a service a few times a year to get it back to its optimal peak performance. Nó no, chúng nó chúng tôi thì hay lấy cái ví dụ như là chúng ta một vài lần trong năm chúng ta đưa xe của chúng ta đi bảo dưỡng để duy trì được cái việc cái chiếc xe hơi của chúng ta uh, vận hành ở mức độ uh, cao nhất. And of course first in the kit is life fiber. And Life Fiber actually supplies soluble and insoluble fiber that really gives your stool structure and it provides this natural colon cleanse. Uh, cái sản phẩm life fiber thì có gồm cả chất sơ hòa tan và không hòa tan và nó tạo khuôn cho phân của chúng ta để uh, làm sao mà giúp cho cái đường uh, ruột của chúng ta được uh, làm sạch So there's actually very many types of fiber and they can have differing properties and one of these is its solubility Uh, và chất sơ thì có rất là nhiều loại và có rất nhiều tính chất và một trong những cái tính chất đó đó chính là cái khả năng hòa tan And the, the fiber that's in live fiber actually allows for a solid stool formation which helps to restore the balance of the gut environment và cái chất xơ ở trong life fiber thì nó có thể làm cho cái phân của chúng ta nó khuôn thành khối để làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng đào thải để giúp cho cái môi trường ở trong đường ruột của chúng ta là khỏe mạnh. And one of the important reasons of this is a bulkier stool actually helps the gut muscles with moving the stool through the gut. So it's almost like a natural cleanse. Uh, và cái, cái, cái điều này cả, nó còn lý do tại sao là bởi vì khi mà cái phân của chúng ta nó được thành khuôn và thành khối uh, dặn uh, chắc chắn ấy, thì nó sẽ giúp cho cái, uh, cái cơ ở đường ruột của chúng ta co bóp để đào thải một cách dễ dàng. And this is why it's so important for promoting intestinal cleaning and that enhancement of the elimination of waste. Uh, đấy là cái phần mà rất là quan trọng trong cái việc là làm sạch được cái đường ruột của chúng ta. It can also assist with promoting satiety so that you eat less when you're having a large meal. Uh, và nó cũng giúp cho chúng ta có cái cảm giác uh, no lâu, cảm giác như thỏa mãn sau bữa ăn. And lye fiber also contains more of this insoluble insolu type of fiber. And the part of the importance of this type of fiber is that it helps to supply an energy source for beneficial bacteria. Và cái, điều, cái phần quan trọng của cái loại chất sơ này là nó cung cấp một cái uh, năng lượng uh, phù hợp cần thiết cho các cái khuẩn tốt của chúng ta, là thức ăn cho khuẩn tốt của chúng ta. And it, that insoluble type of fiber is actually what helps to have that more regular bowel movement to help clear out those bowels for your metabolic health thì chúng ta vừa đã nói rồi là các cái loại chất sơ không hòa tan ấy, thì nó giúp cho cái phân của chúng ta dễ dàng được đào thải ra khỏi cơ thể của chúng ta để có một đường tiêu hóa tốt. And this is why we talk about it being an intestinal cleanse. And it's really good for a 30-day uh nutritional support. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta nói rằng cái sản phẩm này rất là tốt để làm sạch được cái đường tiêu hóa, các đường ruột của chúng ta và rất là phù hợp cho cái chương trình 30 ngày của chúng ta. And we've coupled this fiber product with chlorophyll powder. Và chúng ta kết hợp cái sản phẩm life fiber này với bột diệp lục. And this really helps to assist in eliminating any of those unwanted toxins and pollutants while also having cleansing properties. Và cái sản phẩm này nó cũng có những cái tác dụng đó là làm loại bỏ các cái độc tố và chất ô nhiễm không mong muốn ra khỏi cơ thể của mình và nó cũng có làm tính năng làm làm sạch. Among the active ingredients in the chlorophyll powder is actually this sodium copper chlorophyllin. Uh, và cái uh, hoạt chất gọi là chính ở trong cái này đó chính là cái natri copper -chlor chlorophyllin. It's a tongue twister that one. Cái <laughs> okay, đúng là cái cụm từ đấy nó nó hơi khó nói có đúng không ạ? And the reason this active ingredient is very good for a detoxifying properties is because it can purify your bloodstream by combining with these pollutants that are all around us and in our environment. Và cái hoạt chất này tại sao nó lại tốt như thế? Bởi vì nó uh, sẽ bắt được những cái gọi là các cái um, độc tố cũng như là những cái ô nhiễm ở trong môi trường của chúng ta, ở trong cơ, cơ thể của chúng ta để đào thải ra ngoài. And these aromatic hydrocarbons, as we call them, are actually in the air we breathe. So they're part of the, The, the pollution that's in our environment và cái uh, uh, hydrocarbon mà chúng ta ngửi ở trong um, môi trường ấy là uh, đấy chính là cái ô nhiễm và nó sẽ làm hại cho sức khỏe của chúng ta. And this can actually have these properties where it binds to these pollutants and assists your body in removing them as waste. Và cái chất chlorophyll ở trong uh cái sản phẩm này nó sẽ kết hợp với cái độc tố cái cái ô nhiễm đó và sẽ đào thải ra khỏi cơ thể của chúng ta. Of course it is also a strong antioxidant. Và tất nhiên là nó cũng có cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. And this really helps to protect your body from oxidative damage. Và nó sẽ bảo vệ cho cơ thể của chúng ta khỏi những cái tổn thương do quá trình oxy hóa. So as part of your normal metabolism, all of these oxidants can be produced in your body, but it's really important to have antioxidants to help suppress any damage that could happen from an excess amount of these. Ờ uh, và nó trong cái quá trình chuyển hóa của chúng ta cái việc bị oxy hóa là bình thường ấy nhưng mà chúng ta cần phải có cái sản phẩm chống oxy hóa để bảo vệ cho cơ thể của chúng ta tránh được cái việc là bị oxy hóa quá đà. And antioxidants help to neutralize and prevent this damage that they can cause, these free radicals. Uh, và các cái chất chống oxy hóa thì nó có tác dụng làm trung hòa đi các gốc tự do để tránh làm uh, tổn hại tới sức khỏe của chúng ta. And chlorophyllin actually helps to prevent some of this damage that can occur from normal metabolism và chlorophyllin thì có thể uh, giúp cho chúng ta uh, tránh được các những cái um, tổn thương do cái quá trình chuyển hóa của chúng ta. And this is part of the reason why it's always recommended to have a healthy, well-balanced diet. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta luôn được khuyến nghị là có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng. But of course, for many of us we we choose those naughty foods. <laughs> Nhưng mà tất nhiên là cho phần lớn chúng ta thì chúng ta chọn những cái thực phẩm nó không thực sự tốt lắm cho mình. And next in the kit is actually Paraway Plus. Và uh, sản phẩm tiếp theo trong cái bộ này đó chính là sản phẩm Paraway Plus. And Paraway Plus actually helps to eliminate unwanted toxins and it also has this natural anti-parasitic formula. Uh, cái sản phẩm này thì nó có cái tác dụng là hỗ trợ loại bỏ độc tố và các chất ô nhiễm uh, không mong muốn ra khỏi cơ thể và nó cũng có cái công thức để uh, chống các ký sinh. Và nó sử dụng những cái thành phần mà có thể giúp chúng ta loại bỏ ký sinh ở trong đường tiêu hóa của chúng ta, ở trong đường ruột của chúng ta. and some of those ingredients are actually the black walnut hull and pumpkin seeds and these actually provide a lot of a source of these plant compounds that have antibacterial compounds ờ uh, và ở đây chúng ta có thể thấy là uh, các cái thành phần chính đó là có bột vỏ quả ốc chó đen và hạt bí ngô thì uh, nó có rất là cái nhiều tác dụng là kháng khuẩn ở trong uh, trong trong thành phần của nó And one of these compounds that are in these ingredients is actually called tannins. And these compounds have very important antibacterial and antiparasitic properties. Và một trong những cái thành phần ở trong này nó gọi là tannin thì cái thành phần đó nó có tính chất là kháng khuẩn, kháng virus và cũng như là chống các loại ký sinh. And the interesting thing about tannins and its antibacterial effect as it's actually been shown to be effective against common illnesses from bacteria such as listeria and salmonella um và cái một trong những cái mà mà chúng ta đã nghiên cứu ra là thenn nó có cái chất cái khả năng kháng khuẩn đó nó giúp cho một số những cái uh, bệnh như là listeria hay là bệnh uh, salmonella là những bệnh mà đến từ cái việc là nhiễm khuẩn and I, the, the names of the bacteria are not that important but the interesting point that i just want to make with, with that is that these are very commonly implicated in illnesses related to the foods that we eat uh, cái tên của cái loại khuẩn thì nó không quan trọng nhưng cái mà ý tôi muốn nói ở đây đó chính là cũng có rất nhiều những cái um, cái bệnh mà chúng ta gặp phải nó đến từ cái loại thực phẩm của chúng ta thực phẩm mà chúng ta ăn So this this detox cleanse if you like is very important for reducing that those potentially unwanted organisms that could be in your gut. Và cái việc mà chúng ta uh, sử dụng những cái sản phẩm này để giảm thiểu những cái việc uh, những cái sự ảnh hưởng của những cái loại khuẩn đó, khuẩn xấu đó có thể đang tồn tại ở trong đường tiêu hóa của chúng ta. And of course finally in the cleanse program we've included nature's tea và dĩ nhiên là trong cái bộ thải độc thì chúng ta cũng có cái sản phẩm Nature Tea. And the really amazing part of this part of the program is that it gives a natural assistance to the gut motility. So that's the movement of the gut itself. Và cái sản phẩm này thì nó giúp cho chúng ta có thể tăng cường được cái sự chuyển nhu động ruột của chúng ta để chúng ta có thể đào thải được dễ dàng hơn. So if you think of the as of the gut as almost this long tube and these muscles actually continuously contract to move food through the gut it's very really important to assist and have the optimal movement of time of that chúng ta cứ thử tưởng tượng như là cái đường ruột của chúng ta nó như là một cái ống nước ấy, và các cái cơ ở trong cái ống cái cái đường ruột của chúng ta thường xuyên co bóp để có thể vận chuyển được thực phẩm đi qua cái cái đường ruột của chúng ta cái đường ống đó thế nên là rất là nếu như chúng ta có thể hỗ trợ được cho cái sự chuyển động đó và đúng thời điểm và ở trong cái quá trình thời gian phù hợp thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta So, by allowing your body to have an optimal gut transit time, it actually helps to assist your body in extracting all of those nutrients and absorption of those nutrients that you require from the food that you eat. Và với cái việc mà chúng ta giúp cho cái thời gian vận chuyển th uh, thực phẩm, đồ ăn qua cái đường ruột của chúng ta cho nó chuẩn ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể, uh, cơ thể của chúng ta uh, tách được cái dinh dưỡng và hấp thụ được cái dinh dưỡng để cho cơ thể của mình. And it also contains Senna, which actually helps to speed up a slow or sluggish cut. Uh, và nó có cái lá senna thì nó có tác dụng uh, làm cho uh, gọi là một cái uh, sự hỗ trợ cho cái đường ruột rất là bị chậm. So as part of the, the detoxifying program, senna can actually really help to lower that risk of a sluggish gut, which actually may make us feel quite tired. Uh, thế thì trong cái bộ thải độc ấy thì cái thành phần lá sena nó sẽ giúp cho chúng ta uh, coi như là tránh được cái việc là có cái đường uh, có cái bao tử và cái đường tiêu hóa nó bị y uh, trệ thì nó sẽ làm chúng ta rất là mệt. And this can often be a sign of a very poor gut health when we're having these, these symptoms of a sluggish gut và đấy là một cái dấu hiệu cho thấy đây là cái một cái đường tiêu hóa không được khỏe khi mà chúng ta uh, có một cái uh, đường đường cái cái đường tiêu hóa bị ì trệ và đấy là cái cách mà làm sao mà cái trà nature tea nó có thể giúp cho cơ thể của chúng ta uh, làm sạch một cách uh, uh, tự nhiên và một cách khỏe mạnh

Và những cái sản phẩm này có thể được sử dụng để uh, uh, tăng cường cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa của bạn. And the way that these work, you can actually take them longer term than the 30-day program that we recommend with the Unicity Cleanse Pack. Và với những cái sản phẩm này thì bạn có thể dùng uh, quá cả 30, 30 ngày mà uh, như cái bộ thải độc của Unicity mà tôi nói lúc trước. And Red Clover Plus is actually plant-based immune supporting supplement. Và cái sản phẩm Red Clover Plus nó là cái sản phẩm mà có thể hỗ trợ cho đường uh, cho hệ miễn dịch của 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 cơ thể của mình mà là sản phẩm đến từ uh, tự nhiên, từ thực vật. So Nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta một cách tự nhiên and it can actually also support blood and liver health. Nó cũng có thể uh, hỗ trợ cho cái sức khỏe của đường máu cũng như là sức khỏe của đường uh, của gan của chúng ta. So the ingredients in red clover plus can be a source of of iodine, iron and vitamin B12. Uh, và cái thành phần ở trong red clover plus có thể uh, chúng ta có thể thấy là có iốt, uh, sắt chất sơ và vitamin B, B12. And Red Clover Plus is actually a great way to support your gut and immune health at the same time, which I said is very interconnected. Và cái sản phẩm Red Clover Plus này là một cái sản phẩm để có thể hỗ trợ được cho hệ miễn dịch của bạn cũng như là uh, cái đường sức khỏe của đường tiêu hóa của bạn như tôi đã nói thì hai cái bộ phận này là nó liên quan đến nhau. And this formula consists of a range of plant nutrients that have been shown to be very beneficial for our immune health. Và cái thành phần của trong của Red Clover Plus thì nó có những cái thành phần mà như tôi đã nói là rất là tốt cho cái hệ chuyển hóa à, hệ um, uh, miễn dịch của chúng ta. And the reason I find it so fascinating is that plants are actually very susceptible to disease as well, and like us, they have actually Adapted, very sophisticated immune systems. Uh, và cái mà tôi thấy rất là thú vị ở đây đó chính là cây cỏ thì cũng rất là dễ bị uh, nhiễm bệnh uh, nhiễm bờ uh, cũng giống như chúng ta vậy. Thế nên là chúng rất là cái hệ miễn dịch của chúng cũng rất là linh động trong cái việc thích nghi. bảo vệ bản thân Chúng ta protect themselves we can actually use to build immune components for ourselves những cái cái những cái chất này mà các cái cây cỏ sử dụng để cho cái hệ miễn dịch của chúng thì chúng ta cũng có thể sử dụng để xây dựng cho cái hệ miễn dịch của chúng ta. So it helps you build a and Nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ xây dựng được một cái hệ miễn dịch uh, tốt hơn và khỏe hơn. And the fascinating thing about this is often these traditionally used uh plant-based ingredients actually have these important compounds that scientists are continually discovering within them. Uh, và những uh, cái uh, thành phần mà từ cây cỏ này mà được sử dụng uh, theo truyền thống rất là nhiều năm ấy thì uh, liên tục được các nhà khoa học phát hiện ra và có những với những cái tên mới. And one of those is in the red clover itself which is an excellent source of this immune supporting compound called isoflavones. Và cái thành phần uh, chúng ta được phải nói đến đầu tiên đó chính là uh, cỏ ba lá thì uh, nó có cái tác dụng rất là tốt cho hệ miễn dịch của chúng ta, nó là nguồn cung cấp tuyệt vời cho cái chất uh, isoflavone là chất rất là quan trọng với hệ miễn dịch của chúng ta. Yeah a lot of these words are very tongue twistering. <laughs> vâng rất là xin lỗi mọi người bởi vì cái những cái từ này nó là những cái từ rất là khó phát âm ạ và isoflavone này thì đã được thấy rằng là nó sẽ uh, cung cấp cho, giúp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta và điều tiết cả cái việc là viêm nhiễm trong cơ thể của chúng ta And they also have important antioxidant properties which as I said is very important for assisting your body with all of those important chemical reactions that occur. Và nó cũng có cái tính năng chống oxy hóa để có thể trung hòa được những cái mà như tôi nói là trong quá trình chuyển hóa của chúng ta uh, trong quá trình mà có những cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể của chúng ta nó xảy ra. And red clover plus also contains this ingredient called devil's claw And I find this quite fascinating because of its natural anti-inflammatory properties. Uh, và cái thành phần khác ở trong cái Red Clover Plus này nó còn có, đó là thành phần uh, cây móng quỷ. Và cái thành phần này thì nó có đặc tính là kháng viêm một cách tự nhiên. And another interesting part of this is that this plant itself contains these compounds called iridoid glycosides. Và cái uh, thành phần trong những cái cây này đó là nó có những cái tên uh, um, aerosol và xin lỗi là hai cái tên mà anh vừa nói ạ. À. Uh, what what are the what are the uh, the the components you just said again? Can you repeat? Uh, these are new uh, compounds called eridoid glycosides. nó uh, nó có cái cái thành phần nó gọi là er eridoid glycosides. Xin lỗi là Linh cũng chỉ <laughs> biết nhắc lại những gì anh vừa nói đấy ạ but the, the the name is not important it's the properties that they possess Ở cái tên thì nó không quan trọng nhưng mà cái quan trọng là cái tính chất mà nó có so within this devil's claw it can actually have these plant compounds that have these anti-inflammatory responses và nó trong cái cây móng quỷ này thì có cái thành phần mà nó có đặc tính là kháng viêm and they found that these compounds can actually inhibit certain chemical pathways in the body which are related to inflammation and pain và họ nghiên cứu ra rằng là cái thành phần này nó có thể ngăn cản một số những cái uh, con đường về uh, về phản ứng hóa học để dẫn tới cái việc cơ thể của chúng ta bị viêm cũng như là bị uh, đau đớn mentioned too much inflammation is not good for a functioning immune system. Uh, và uh, cái, với cái đặc tính là kháng viêm tự nhiên đó thì giống như tôi đã nói rồi là để làm sao mà cơ thể của chúng ta không bị quá nhiều những cái viêm nhiễm bởi vì quá nhiều cái viêm nhiễm đó thì nó không tốt cho cái uh, hệ miễn dịch của chúng ta And of course, you can also couple this product with nature's legends tea. So this actually helps your immune system to have that added boost of eliminating wastes and toxins from the gut and liver. và nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta thải độc uh, trong cho cái và cái tăng cường cái hệ miễn dịch cho cái đường tiêu hóa của chúng ta cũng như là cho gan của chúng ta. And Native Legend Tea is actually derived from this native American herbal recipe. Uh, trà Native Legend Tea thì nó có nguồn gốc từ một cái công thức trà truyền thống của người anh điên ở bên Mỹ and it contains these botanical slippery elm and these are very important botanical compounds that can help soothe and nourish the body's gut. Và nó có một cái công thức uh, về cây cỏ, thực vật nó có thể làm dịu và hỗ trợ cho cái đường tiêu hóa của chúng ta, cho cái dạ dày bao tử của chúng ta. And part of the importance of this is helping to soothe the gut. So that's almost lowering inflammation in the gut itself. And this could be a site of irritation that can cause poor gut health. Uh, và như tôi vừa nói là nó có tác dụng làm dịu cho cái đường tiêu hóa của chúng ta, cho cái bao tử của chúng ta. Chính vì thế nên là nó có thể uh, uh, làm giảm những cái viêm nhiễm trong cái bao tử của chúng ta và những cái khó chịu này nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới cái sức khỏe uh, của cái đường tiêu hóa của chúng ta. And one of the important active ingredients in native legend tea is actually this burdock root và một trong những cái thành phần quan trọng ở trong Native Legend Tea đó chính là củ ngưu bàng. And this has actually been traditionally cultivated for extensive periods of time and it's been long used in traditional medicine. Và cái thành phần này thì đã được uh, sử dụng ở trong cái gọi là thuốc truyền thống rất là nhiều năm trong uh, lịch sử rồi. And it's actually becoming a very important and promising beverage because of its therapeutic properties. And studies are actually showing that this burdock root has exhibiting a wide range of biological activities. Và mọi người đã, theo cái nghiên cứu thì củ ngưu bàng này cũng có uh, rất nhiều những cái uh, uh, hoạt động về sinh học. And these are specifically anti-inflammatory properties and of course antioxidant properties that are very important in that free radical scavenging to support your body và bên cạnh cái việc là nó có những cái chất chống uh, viêm thì nó cũng có những cái chất là chống oxy hóa để giúp cho chúng ta đi uh, săn những cái gốc tự do mà những cái gốc tự do đó thì lại rất là hại cho cái cơ thể của chúng ta. And it's been some interesting new research that's coming out on burdock group it actually shows a reduction of inflammation in certain conditions such as osteoarthritis. Và có rất nhiều cái nghiên cứu thú vị cho thấy rằng là cái củ ngư bàng này thì nó cũng giảm được rất nhiều những cái viêm nhiễm ở trong những cái bệnh nhân bị uh, thoái hóa, uh, bị, bị 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 loãng xương, bị loãng xương tuổi già. And I find this quite fascinating that it can be a traditionally used ingredient that can actually support the uh, inflammatory response in the body Uh, và chúng ta có thể thấy là đây là một cái uh, sản phẩm mà một cái cây cỏ mà được sử dụng một cách truyền thống nó có thể uh, điều hòa được cái cái biểu hiện của viêm trong cơ thể của chúng ta. Because excess inflammation in the body is often side of pain and we might have experienced this with sore joints when we're feeling stiff. This can actually be a sign of inflammation in the joints. Và thường thì cái viêm ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ phát ra bằng cái việc chúng ta cảm nhận đau đớn. Ví dụ như là chúng ta bị uh, đau đớn ở khớp chẳng hạn. Thì đấy chính là cái biểu hiện là ở đó là đang bị viêm. And this is what I find so fascinating about this botanical ingredient that can actually really support that anti-inflammatory response. À, đấy là lý do vì sao mà tôi cảm thấy rất là hào hứng với cái 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 nguyên liệu cây cỏ tự nhiên truyền thống này bởi vì nó có thể có cái tố chất kháng viêm như vậy. And this is why the products in the detox range actually work so well in synergy to really help bring back an optimized gut environment. Và đấy là lý do vì sao mà các sản phẩm trong bộ thải độc này nó uh, làm việc với nhau một cách hợp tác rất là tuyệt vời để có thể uh, đem lại được cái sức khỏe đường tiêu hóa của chúng ta một cách uh, tối ưu nhất. And the benefits of having this optimal gut environment is it can help boost your immune and metabolic health. Và cái điều mà lợi thế của cái việc có một cái đường sức khỏe đường tiêu hóa tốt đó là chúng ta sẽ có một cái hệ miễn dịch được tăng cường và cũng tương tự như vậy là với cái hệ chuyển hóa của chúng ta. And of course, optimal gut health is so important for all of those other body systems that I mentioned tonight. Và một đường tiêu hóa tốt thì nó cũng ảnh hưởng tới rất nhiều các cái mảng khác trong cơ thể của chúng ta mà như tôi đã nói ở cái phần trước đây ở trong cái bài thuyết trình này. And this is why the cleanse products complement each other so well to really activate your health goals. Đấy là lý do vì sao các sản phẩm này hợp tác với nhau rất là tốt để làm sao chúng ta có thể kích hoạt được cái mục tiêu về sức khỏe của chúng ta point your fiber intake to support your healthy and optimal health. uh, Và tôi muốn nói nốt một cái điểm cuối cùng mà rất là quan trọng đấy là chúng ta hãy hướng tới cái việc uh, nạp đủ cái lượng chất sơ khuyến nghị để chúng ta có thể đạt được cái sức khỏe tốt nhất.

Và tất nhiên là cái việc bổ sung chất sơ vào uh, cơ thể cho chúng ta thì nó, nó để đảm bảo chúng ta có cái đường tiêu hóa tốt. And the products in the new Unicity Detox range have really helped make it easy to support a baseline for your gut health to really build on with adding fiber to your diet. Và với những cái sản phẩm trong bộ thải độc của Unicity thì nó sẽ tạo ra được cái nền tảng ban đầu để chúng ta có thể xây dựng được một cái sức khỏe uh, đường tiêu hóa tốt bằng cái việc tiếp tục bổ sung uh, đạt được cái lượng chất sơ giống như khuyến nghị. And these products can really help to activate your optimal health. So continue to choose Unicity, the leaders in metabolic health products và chúng ta hãy tiếp tục uh, sử dụng những cái sản phẩm này để có thể kích hoạt được cái sức khỏe tối ưu của chúng ta uh, và với những cái với với cả những một tập đoàn Unicity là tập đoàn tiên uh, đi đầu về cái sức khỏe chuyển hóa. To really achieve that optimal gut and immune health. Để có thể đạt được cái uh, sức khỏe về đường tiêu hóa cũng như là hệ miễn dịch uh, tối ưu. Thank you so much for listening to me tonight. It's been a pleasure to be with you all. Uh, rất là cảm ơn uh, mọi người đã cho đã, đã đã lắng nghe tôi ngày hôm nay và tôi cảm thấy rất là vinh dự và vui khi được có mặt tại đây cùng các bạn. And let us all continue to make life better with Unicity. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn với Unicity. Thank you so much. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.